Mến chào đại gia đình, mến chào đại gia đình. Bên này đứng xí soạn, đứng ngay chỗ này, đưa cái mặt vô màn hình nói nè, nói tí xíu với lại kể một câu chuyện này mắc cười quá trời đi. Vừa nhớ ra là phải kể liền, để lâu nó nguội, để lâu rồi thôi mình làm chuyện rồi mình quên. Cái nào là vừa nhớ ra là quất liền, cho mì ăn liền vậy đó. Câu chuyện như thế này nè cả nhà, nghe có câu chuyện kể câu chuyện nó hơi hơi ngắn ngủn thôi nhưng mà cũng hơi gây là mắc cười. Đó là chuyện của hai ông bà xui gia nha. Ông xui á thì chết vợ, còn bà xui á thì giá chồng. Cũng cũng mất chồng, cho nên là ngày hôm đó cái đầu đó ông xui, cái ngày mà đám 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 giỗ á, đám giỗ của ông xui bên bên gái á, thì cái ông xui này ông mới đi qua đó. Đi qua cái bắt đầu là bà xui này bà cũng khỉ lắm, bà này chắc là bà tám, cũng cỡ bà tám cúc này à, khỉ lắm. Xong bắt đầu bà đi mua cua nha, mua cua về hết trơn nha, cua rồi bắt đầu bà chặt hết mấy cái càng ra hết, cứ bà lấy mấy cái ở quê kia bằng cái mua á, đây kia bằng cái mai, ở dưới quê kia bằng cái mua mua cua thì đó, lấy về hết trơn, cứ bà đem lên bà làm, bà dồn thịt đồ vô cho cái mua hết trơn ha, ngon lắm. Cứ bà đem ngon lành ra, cái bắt đầu bà đem cho ông xui ăn, cái ông xui ăn, ông ăn quá trời ăn, cái bắt đầu bà mới lại bà thấy anh xui, anh xui ơi, anh xui ơi, anh xui thấy cái mua của tôi ngon không anh xui? Anh xui ăn cái mua ngon không anh xui? Ông đấy ngon chị xui ơi, cái mua chị xui ăn ngon á, mà tôi nói chị xui nghe nè, hình như chị xui ơi, cái mua này chắc chắc chị xui để lâu rồi cho nên ăn nó có cái mùi khẳng khẳng, nhưng mà thật sự nó đậm chắc cái mù lắm. Chị xui tôi ăn thấy nó đậm chắc cái mù lắm, ngon lắm chị xui ơi. Cái là tới đó bắt đầu ông xui này ông bực bội tại bá, đến lại mới kêu cái mù ăn sao anh xui, là ông xui này ông cũng để vô bụng này. Cái tới ngày mà đám giỗ của vợ ổng mời bà xui này qua nha, chị xui đám giỗ vợ tôi chị xui qua nha, chuyện này ông qua ông chơi bà xui này lại. Bà xui qua phải không? Ông đi chợ, ông mua chim mà chim cu á, mấy con cu á. Ông đi về ông mặn sạch sẽ, cho ông mặn lông rồi sạch sẽ cho ông khìa. Ông khìa cho bả, đem lên cho bả ăn dĩa bà ăn. Bả cũng ăn ngon lành luôn nha, ăn đã cái bà, ông xui ông ra đó. Chị xui, chị xui ơi, chị xui. Chị xui. Tôi hỏi thiệt chị nha, chị ăn mấy con cu tôi, chị thấy ngon không? Chị ăn cu thì chị thấy ngon không? Trời ơi, anh xui, anh xui. Cua anh xui ngon quá, trời tôi ăn ngon hết biết luôn rồi, anh nhìn nè tôi ăn, trời ơi ăn ngon quá, nhất là chỗ cái đậu con cua nè anh xui, trời ơi tôi ăn tôi thấy nó béo béo. Công nhận cua anh xui ngon thiệt. Rồi tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai cũng liên quan tới là ông và chồng với lại con dâu. À, sáng cái con dâu á, đi ra nó quét nhà, nó quét tùm lum, cái thấy ông già già chồng á, ông ngồi đang đọc báo, ông đang đọc báo, cái nó nói là ba siêng đọc báo quá, hôm nay à, báo ba thấy tình hình như thế nào ba, có thật sự gì nóng bỏng không ba, nói cho con nghe chứ. Cái à, ông già chồng nói nè, có con ơi, đang nóng bỏng, chuyện này đang nóng bỏng, cu ba đang căng thẳng con ơi. Ổng nói à, ổng nói mà nhỏ này nó cứ quét nhà mà nó vừa hỏi vừa nói, mà ổng nói cái ổng nhìn vô, tại nó mặc áo hở ngực á, cái rồi ổng nhìn vô cái ngực nó hoài, ổng nhìn vô hoài à, mà nhỏ cứ quét ổng nhìn, cu ba căng thẳng con ơi, cu ba đang căng con ơi. Ba đọc báo mà thấy cu ba đang căng. Cái bắt đầu nhìn vô cái nhỏ này nó liếc qua, nó thấy ba nó nhìn này mà nó đâu có dám nói đâu. Cái tới chừng chiều chồng nó đi làm về, cái nó nói anh em nói nhỏ anh nghe nè, đi vô đây em nói nhỏ cho anh nghe, nói cái gì em, cái gì em, anh không biết ba làm sao anh ơi, mà mỗi lần mà em quét nhà em thấy ba nhìn vô cái ngực em không à, cái vú em kỳ quá à, em ngại em quét tới chỗ ba là em đứng khơi thẳng lưng, thẳng cái lưng chứ em không có dám không xuống là ba nhìn nó chắc à, kỳ quá à. Cái này nó mới nói ừ để anh giải quyết cho, để anh, cái này gã nói ba gáo nó trả con nè, chăm mình trà nè, ra đây thì cha con ngủ, cái em gái nói trà bữa nay cha biết trà kêu ba mày uống nữa ta, làm sao con nói đi, cái ba
Cô Ly Trang nói ba nghe, sao ba kỳ quá, vợ của con là con dâu của ba mà sao ba cứ nhìn ngay cái ngực của nó hoài, cái vú nó hoài vậy? Nó sao nó tự nhiên nó quét nhà nó quét cửa mà ba cứ là lợi, ba cứ nhìn ngay cái vú nó không à, sao nó quét được, ba đừng nhìn vậy. Cái ông nói cỡ cái thằng này hổ mày, trời ơi tao nhìn có chút xíu mất mát gì mày đó nghe. Hồi nhỏ nha, vú vợ tao là mày đè mày mày bú cỡ 1,5 năm 2 năm đó nha mày, nha mày chiếm đoạt luôn cả cái vú á. Một hôm tối ngày tao còn không nói nữa, bây giờ tao mới nhìn vú vợ mày có chút xíu mà mày ra đây mày ngồi mày phàn nàn gì hả? Mấy mốt tao nhìn nó la đó nghe, hôm về chồng này luôn. Vui mọi người, quá trời vui phải không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi hai câu chuyện của Tâm Cúc nha.